Dạ, thưa sư ông thì theo con được biết là sư ông có cái sở thích là sưu tầm nhiều nhiều đồ cổ, sách quý, tem và những đồng tiền vàng, cái đó sư ông coi như là để mà giữ riêng cho mình. Bây giờ sư ông quyết định là bán tất cả, con thì biết là lý do tại sao mà. Ừ. Xin thưa quý vị, tôi ngay từ nhỏ là tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đời và khi lớn lên rồi uh, may mắn gặp uh, một vị thầy Việt Nam tuyệt vời, thầy uh, cho tôi những cái mật pháp và nhờ những cái mật pháp đó mà tôi uh, như tôi đã nói với vị tôi rời khỏi Việt Nam chỉ có một cái quần và hai cái áo nhưng mà với mật pháp đó hầu như những cái gì là mơ ước trong cuộc đời hầu như là có và sống được an vui hạnh phúc Tới ngày hôm nay Và tôi có một cái sở thích hay là cũng gọi là cái thật xấu đi Người ta có tiền người ta sắm nhà cao cửa rộng Nhưng mà khi mà có tiền đó, là tôi thích đi du lịch à, Là sưu tập những cái đồ cổ Rồi những cái bức tranh quý, những cái bức tranh Tranh thiên nhiên rồi đó Rồi à, những con tem À, rồi những cái sách cổ sách mà cách đây mấy trăm năm đó, những cái sách đầu tiên mà in ra đó ở các nước rồi đặc biệt là cái đồng tiền vàng đồng tiền bằng vàng và cái vấn đề vàng này đó xin thưa quý vị nó là một cái kim loại mà tôi bỏ ra cũng rất nhiều tôi nghiên cứu nó là một cái loại kim loại thôi nhưng mà cái nó rất là đặc biệt nó không có cái gì mà phá tan nó được à. mà con người ta mình giết chóc làm khổ với nhau rồi thương với nhau, yêu quý với nhau cũng vì cái đồng tiền vàng này nè. Đó. Quý vị thấy có những cái phong trào mà những cái nước mà hồi xưa giống như Nevada rồi mà những cái phong trào mà họ đi tìm vàng rồi họ giết nhau đó cũng vì vàng. Nhá. Đó. Rồi ở bên nước Úc cũng vậy, rồi bên Phi Châu cũng vậy. Đó. Nghèo khổ làm cực khổ muốn chết vậy đó nhân. Nó nó là một cái mê tan physics nó từ tôi nghiên cứu nó tới mấy ngàn năm tôi thấy nó rất là đặc biệt Nghèo khổ muốn chết đó, Làm rụng vất vả Ăn không dám ăn Để dành từ chút đó, Mua vài ba cam vàng đó, Đeo đó cho người ta ngán <laughs> Thôi bịt bảy bị cái răng Cười cho người ta ngán nhau. Rồi thương nhau cũng vì vàng Đó quý vị thấy như mấy người mà thương nhau đó người nào đó cũng vì vàng rồi giết nhau cũng vì vàng quý vị thấy ở những cái phong trào mà những con đường mà tìm vàng ở úc hay là ở mỹ hay là các nơi nó giết nhau cũng vì vàng nghe này chút xíu vàng là có thể giết nhau rồi thương nhau cũng vậy đó cũng như mấy cái anh mà nghèo khổ gì đó làm cực khổ muốn chết chín mười năm đó. từ tụng để mua mấy miếng vàng để đi cưới vợ nhau Và cái vàng này nó xin thưa quý vị nó trở thành một cái metan một cái uh, mystic tôi gọi là nó hơi là quyền bí thí dụ như bên pharaoh đó bên pharaoh là mấy ông vua mà ở bên hy uh, bên uh, hy lạp và bên bên không ở bên ai cập á hồi xưa đó là chết đó, là phải chôn xung quanh để những cái vàng rồi uh, ngay cả những người mà một số các nước hồi xưa vậy đó là khi mà chết rồi đó là phải mở cái miệng ra bỏ chút vàng trong đó nha yeah à để gì chi à, và ở Việt Nam mình dường như cũng cũng có một số dùng là tôi tôi chưa rõ nhưng mà tôi nghe nó cũng có số dùng đó thế chết rồi đó mở miệng ra đó phải cạy trong miệng ra bỏ chút vàng trong đó à để, là chi để là trường hợp theo như cái truyền thống người ta nói đi xuống âm phủ đó gặp những khó khăn ma dương nó lấy cái vàng ra lo <laughs> thương nhau cũng về vàng giết nhau cũng về vàng và xin thưa quý vị thế giới này mỗi năm sản xuất bao nhiêu vàng nhưng mà cũng không đủ và cái đồng tiền vàng này đó bây giờ tôi nói tôi tôi có viết quyển sách mà tôi cũng chưa viết gì nữa này quý vị thế giới hiện nay mà người ta đánh giá trị một cái đồng tiền có giá trị hay không một giá trị của đất nước này giàu có hay không là đồng tiền vàng và nhiều cái nước văn minh thôi tôi không nói tên họ tính phá bỏ cái tiền vàng này đi vào cái thế kỷ trước đó, họ bó không được mà vàng hiện nay cũng là một cái gọi là cái gì đó gây do được được không biết là tiếng việt mình vậy đó tức là một cái gia tài một cái 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 gia tài ẩn dấu đó quý vị thấy như là khi nào mà cái kinh tế mà thế giới đó mà trao đảo đó thì cái vàng nó vàng nó lên đó và tôi thì thật sự là tôi cũng nghiên cứu để mình hiếu kỳ gánh tôi thì hiếu kỳ thôi. Nhưng mà sau đó tôi mà tôi nói quý vị là tôi cũng hiếu kỳ. Rồi sau đó tôi cách đây mấy chục năm đó, thì tôi thấy các cái triều đại mà vua chúa từ những thế kỷ trước đó chứ mỗi một lần một cái thế kỷ họ đi lên đó, một cái triều đại vua đó là họ ra một số đồng tiền vàng. À họ ra như là hạn chế thôi, thí dụ ra một lần 5 ngàn một lần thôi, không có ra lần nữa nước nào cũng vậy đặc biệt là nước pháp nè nước anh nè nước mỹ cũng có đó thì chúng chúng tôi mà tôi thấy tôi hồi xưa đó quý vị đồng tiền vàng này bây giờ nó 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 quý hiếm đó, mắc hồi xưa là thỉnh thoảng họ bán đấu giá hoặc là tôi nghe chỗ nào có là tôi đi mua mua sưu tầm để giống như chơi vậy thôi giống như là tôi thích tem rồi vậy đó. và quý vị thấy như cái đồng mà Napoleon này đó bây giờ chắc là thấy không rõ đồng Napoleon này là là ông Napoleon là quý vị đó là một ông vua cũng là quay hùng của nước Pháp thì ông ra cái đồng Napoleon này uh, hai chục quan một tám trăm sáu mươi và đây là 10 10 francs 10 francs cũng Napoleon uh, sau một nghìn tám trăm sáu mươi ông ra có một số tổng tiền vàng thôi không có ra nhiều sau đó tức là 1862 ổng có ra là 10 phân. Đó. 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 hai cái đồng này mà tôi sưu tập rất nhiều cái khác nha. Cái tế nữa là quý vị hồi đó gì chắc là quý vị nghe ở bên Mỹ nó chỉ là đô la, đô la giấy phải không ạ? 1 đô la rồi 2 đô la, 5 đô la, 10 đô la phải không ạ? Nhưng mà xin thưa quý vị nước Mỹ đó họ cũng cũng tương tự vậy. Họ cũng xuất ra mà những cái đồng đô la Mỹ. À, đây là 10 đô la Mỹ. Eh, 10 đô la Mỹ này là uh, cũng ra một cái số thôi. 1893. À, tôi cũng có một số đồng như thế này. Ừ. Và kế đến là Thụy Sĩ. Thụy Sĩ cũng là dùng uh, cái có họ cũng là phong, 20 phong. Nó có cái hình Thụy Sĩ đây. Đó. À 1947. Mà những cái đồng này bây giờ xin thưa quý vị rất là quý. Mà tôi sưu tập uh, một số rất là quý tôi để coi như là không phải nó giống như hiếu kỳ lâu lâu dở ra coi chơi rồi cái cái triều đại napoleon làm sao rồi đồng tiền đó là làm sao rồi đồng tiền đô la mỹ rồi nghĩa là tất cả các nước luôn bên anh rồi các cái nước là có đồng tiền là tôi ngay bên ai cập rồi cũng có ngay nepal rồi cũng có đó tôi sưu tập cái thú vui mà nhưng mà xin thưa quý vị rằng giống như một cái thú vui bao nhiêu cái chuyện khác đó giống như người ta khác người ta thích đá gà rồi người nếu cá đi thia rồi người vậy đó nhưng mà tôi có nhiều tôi có hơi nhiều tật xấu nhưng mà xin thưa quý vị rằng à, tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi không bao giờ tôi bán mấy cái này coi giống như một cái vật kỷ niệm quý thí à, dụ như là tôi đi qua miền Mỹ giữ một cái hội nghị nào đó thì tôi mua cái đồng đó ở trong đó tôi ghi giống như quý vậy đó à, nghĩa là để à, nhưng mà hiện nay thì xin thưa quý vị rằng à, thế giới đang rất là khổ đau à, bị bệnh nặng dịch nè, rồi vấn đề môi sinh nè, rồi một số nơi cũng rất là nghèo đói, thành ra tôi quyết định đem tất cả những cái đồ mà sưu tập của tôi đó có nhé. đồng tiền vàng nè, những cái đồ mà kỷ niệm của tôi nè, tem nè, rồi hay là đồ cổ, tôi có nhiều đồ cổ, à, con lấy con có, có luôn có, có cái người hồi mà thầy đi bên Phi châu đó có người cho thầy cái nanh heo rừng. Đó. À. anh đang theo rừng <laughs> quý vị đó, đây là có một cái anh mà gọi là là, là 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 bộ, bộ trưởng ở một cái xứ phi châu đó angola đó không đợt trước gì đó angola là họ nói đây là cái cái anh heo rừng đó họ rất là quý tôi không rất là ngưỡng mộ quý ông có gì ông cho ông kỷ niệm ông nói mà đi đâu à có cái anh heo rừng này là mai mà tôi cũng không có hôm nay tôi đi tôi lục ra thôi có này con coi thử cái đó, đó bán hết đó. Thành ra Ngay cả những cái đồ cũ Những cái đồ quý vị tôi xài Đồ tôi cũng rất là kỹ Những nhất là những cái quần áo cũ hay Những cái nón cũ đôi dớ rồi đó, đó Tôi xài mặc dầu nó rách rồi đó Nhưng mà tôi giữ lại kỷ niệm Cũng như tôi nói quý vị rằng Khi mà tôi gặp ông sư phụ tôi Ông cho tôi cái áo tràng đó Cái áo mà tôi bận mấy cái đồ tôi bận đó mà bây giờ nó rách tả tơ không dám đụng nữa mấy chục năm tôi cũng nhìn giữ là bởi vì sao mỗi lần mình nhìn lại những cái món đồ cũ thì mình thấy đây là cả là một cái sự kỷ niệm và tôi nghĩ là không bao giờ bán nhưng mà bây giờ tôi xin thưa quý vị rằng cuộc đời này nó rất là vô thường không biết là mình đi ra đi lúc nào cũng như cái nạn covid vừa rồi, rồi, qua quý vị thấy á có những người rất giàu có nhưng rồi chết nhiều khi bây giờ mà tôi mà chết rồi những người không biết giá trị nào thôi thôi bây giờ bán đấu giá nha nãy bán làm gì không bán là để thí dụ như là mình giúp cho dân nghèo nè trồng cây không thí dụ con thấy như mấy cái chỗ mà mấy cái làng nghèo nó xong đến giúp cho họ bây giờ giống như mà họ nghèo đó mà họ không có có tiền mà cho con họ đi học đó thì mình mua bò cũng như mình mua hột giống đó tạo công an việc làm đó, cũng như bây giờ mấy bữa đài đó mà À, xin thưa quý vị như mấy bữa dài là mấy thầy trò tôi cũng uh, là tự uh, chế cái đèn cày uh, làm đổ đèn cày lấy và làm được là, là thành công làm cái tim luôn uh, thật ra chúng tôi bây giờ nói rằng uh, mình tạo ra cái cách làm đèn cày này rồi mình tạo công an việc làm cho những người dân địa phương và bán cái đèn cày này uh, có gặp ông thầy, ông thầy áo đó uh, cái tim của ông nó cũng khác hơn tim mình nhưng mà bữa nay mình thử thử hai cái loại tim đó. Đó. xin quý vị cầu nguyện nha đó. và tôi đang suy nghĩ ra cái đèn cày của tôi đó là có thể rằng tôi làm sao mà khi đốt lên đó. tức là mình uh, cho nó có ánh sáng và mình đốt lên mình đuổi mũi nữa à, tôi đang nghiên cứu là lấy cây xả đó sai thành bột rồi tôi để chung nó đốt đâu nhưng mà để thử đó. rồi uh, những cái cây thôm đó, những cái cây thôm giống như là lá chanh rồi, thưa nhà hang xin uh, sư, xin thưa quý vị ngoài ra là xin thưa quý vị rằng uh, tôi uh, thường thường là tôi chỉ ước mơ thôi nhưng mà riêng uh, thấy cái cảnh khổ của chúng sanh rất nhiều người chết bệnh nạn trên thế giới đó thì tôi uh, đang ở thánh địa từ Hi Mã lạp sơn về thánh địa và tôi cũng nói với tất cả các, các học trò đệ tử tôi là tất cả mấy thầy trò cùng hợp tác với nhau uh, đốt một uh, triệu ngọn nến. Lúc đầu thì nói đơn giản nhưng mà nghĩ quá nhiều. Một triệu hôm trước là tính, mấy ông tính đi tính lợi nói là mỗi một ngày đó là đốt một ngàn cây thì đốt trong vòng một trăm ngày. Nhưng mà tôi tính lại tặc. Mỗi ngày phải đốt tới mười ngàn cây. Thì đốt trong vòng một trăm ngày thì mới được là một triệu cây. Tôi thấy không? Bữa hôm trước mình đạt tính với thầy tật à. Và hôm qua đó quý vị ngày hôm kia đó là mình đốt có một ngàn cây phải không con? hôm kia hôm qua là ngàn rưỡi hôm kia là ngàn hai trăm cây hôm qua là ngàn rưỡi phải không thì bữa nay là hơn hơn hai cây nhưng mà con phải chắc cái cây nào mà đốt đốt mà nó không có trọn vẹn là mình phải đốt lại rồi xin quý vị cầu nguyện ha như là phật xin cảm ơn tất cả quý vị cầu nguyện cho những cái đồng bạc của tôi là bán đấu giá những cái đồ ngay cả những quần áo cũ rồi thành công để có một số tiền và mong quý vị cầu nguyện và hỗ trợ cho những ước mơ chúng ta thành tựu chúng sanh được phơi khổ và tôi cũng lặp lại quý vị rằng ngày mai chúng ta có thể ra đi nhưng mà không những cái đồng tiền vàng hay những trụ cột không có gì đem theo hết nhưng mình sẽ để làm cái gì cho chúng sanh được an vui hạnh phúc đặc biệt là chúng tôi đi làm lụng rất là vất vả để dành tiền bây giờ giúp cho một cái số các em học sinh nó đã lên được ngưỡng cửa đại học và có một số đã thành công chúng tôi rất là mừng dạ yeah, kinh cảm ơn quý vị